Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đà Phát Thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Những cách uống nước vào mùa hè không tốt cho sức khỏe. Uống nước trong khi ăn Thói quen uống nước vào mùa hè không tốt cho sức khỏe. Có nên cho trẻ sư sinh uống nước? Và những loại nước nào tốt cho sức khỏe trong mùa hè? Bây giờ là nội dung chi tiết. Uống nước trong khi ăn có hại hay không? Theo Bristai, tạp chí y học của Anh, nhiều người cho rằng không nên vừa ăn vừa uống nước bởi điều này sẽ gây hại cho hệ tiêu hóa, thế nhưng trên thực tế, thói quen này hoàn toàn vô hại, ngược lại, nước giúp làm mềm thức ăn rắn. Nhưng đừng uống trước khi nuốt thức ăn, về sẽ cần có đủ lượng nước bọt để trộn thức ăn với các enzyme cần thiết. Có một số lợi ích nhất định khi uống nước trong bữa ăn, nghiên cứu cho thấy khi một người tạm ngưng ăn và uống một ít nước, điều này sẽ làm chậm quá trình ăn uống, kết quả tốt là người này sẽ ăn ít hơn. Nếu bạn đã quen uống trà khi ăn thay vì nước thì cũng chẳng có gì sai cả. Nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt về nồng độ axit sau khi uống trà hoặc nước. Nhiệt độ của nước khi uống không ảnh hưởng đến tốc độ tiêu hóa hoặc số lượng chất dinh dưỡng chúng ta hấp thụ được. Dạ dày có thể làm tăng nhiệt hoặc làm nguội thức ăn đến mức cần thiết. Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyên nên uống nước ấm khoảng 150 độ F, khoảng 65,5 độ C. Thói quen uống nước vào mùa hè không tốt cho sức khỏe. Uống quá nhiều nước đá sẽ làm nguy cơ tiềm ẩn của nhiều loại bệnh mãn tính như viêm mũi dị ứng, xuyễn, thấp khớp, huyết áp. Chưa kể chất lượng đá tại các cửa hàng cũng không hẳn đã an toàn. Dù bạn có tự làm đá tại da, thì nó cũng chưa chắc đã sạch và không có vi khuẩn. Đối với trẻ em, các bé thường rất thích uống nước đá. Tuy nhiên, bố mẹ cần phải hạn chế điều này bởi nước đá sẽ khiến bé rất dễ ôm yếu. Uống nước ngay sau khi vận động. Việc bạn uống nước ngay sau khi vận động sẽ gây loãng máu. Mặt khác, lúc này tim đang phải hoạt động cật lực để bơm máu đi khắp cơ thể, hiện tượng loãng máu sẽ gây những hậu quả nguy hiểm. Uống quá nhiều nước lọc, mặc dù mùa hè cần một lượng nước nhiều hơn so với mùa đông, tuy nhiên uống quá nhiều nước lại gây quá tải cho da trong việc thải các sản phẩm chuyển hóa, máu loãng da và làm tăng gánh nặng cho tim. Mỗi ngày dù nóng đến đâu, bạn cũng chỉ nên uống khoảng 2 lít nước. Chú ý uống đúng cách, không uống quá nhiều một lúc. có nên cho trẻ sơ sinh uống nước? Thực tế trẻ dưới 6 tháng tuổi chỉ cần bú sữa mẹ, trong sữa mẹ đã có đầy đủ chất dinh dưỡng và nước cần thiết cho bé. Nếu cho trẻ dưới 6 tháng tuổi uống nước, trẻ có thể bị ngộ độc vì lúc này chức năng thận của trẻ còn yếu, không thể xử lý và đào thải nước ra ngoài. Lượng nước tích tụ trong cơ thể có thể khiến bé bị loãng máu, hạ thấp lượng natri và dẫn đến ngộ độc nước, ảnh hưởng đến sự hoạt động của não bộ. Ngoài ra uống nước còn khiến trẻ bị đầy bụng, không còn thèm sữa dẫn đến dễ bị còi cọc do không bú đủ sữa. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ mẹ cần phải cho trẻ sơ sinh uống nước. Đó là các trường hợp trẻ bị sốt, trẻ bị tiêu chảy, thời tiết nóng bức, trẻ bị táo bón, trẻ uống sữa công thức, trẻ bị khát nước, nước tiểu của trẻ có màu vàng đậm, trẻ bị nấc cụt, trẻ đã bước vào giai đoạn ăn dặm. Uống nước đúng cách theo nhu cầu cơ thể. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Hoàng Tuấn, nguyên giám đốc bệnh viện 198, uống nước đúng cách là phải hiểu biết nhu cầu cần nước của cơ thể hàng ngày. Buổi sáng dậy, thay vì uống một lúc hàng lít nước, mỗi người chỉ nên uống một cốc nước 200 ml là tốt cho sự bài tiết của cơ thể, tạo thuận lợi cho việc chống tao bón, chống độc. Trong ngày uống nước cũng không nhất thiết theo quy định uống đủ 2 lít nước, mà phải uống theo nhu cầu của cơ thể. Trong trạng thái sinh lý bình thường ở nhiệt độ môi trường khoảng 20 tới 25 độ C. Một người lao động trí óc trung bình cần từ 1,5 đến 2 lít nước, tùy trọng lượng cơ thể. Lượng nước này một phần đã có trong thức ăn, trong rau quả. Những loại nước nào tốt cho sức khỏe trong mùa hè? Nước uống có thể là nước máy đun sôi để nguội, nước lọc, nước quáng, nước tinh khiết đóng chai, sữa, nước ép trái cây, nước ép rau củ, nước rau luộc đều có thể dùng được hàng ngày. Để đảm bảo sức khỏe, chúng ta nên tự đun sôi nước sạch để nguội uống hàng ngày. Nếu uống nước đóng chai thì phải chọn các hãng có uy tín trên thị trường. Một số thức uống tốt cho mùa hè. Nước chè xanh trong lá chè có nhiều tannin, caffeine, glucosin, một ít tinh dầu, các vitamin và khoáng chất. Quý vị và các bạn thân mến, dấu hiệu bạn đang ăn quá nhiều đường và cần phải thay đổi để bảo vệ cơ thể sẽ là chủ đề chính trong chương trình ngày mai. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt